Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của Bầm. Dẫm vào nó đi. Bắt hai con đực mà. Bắt luôn con đấy đi, vừa thả ra bắt luôn đi. Mày bắt luôn đâu. Đấy hả? Hai con đực, hai con cái là bốn con tất cả. Mỗi một hộp hai con. Kệ nó, mắt to rồi người ta đi nó xong. Phiếu đâu, đặt phiếu đây xem ai. Vân Đồn, Quảng Ninh đã chuyển khoản 0386 308 262. Rồi, ok. Bốc cho cái lá ngô luôn đi, nó đói. Thank you.
Để em cầm cái hộp này lên, em mang cái hộp của mình lên. Một em quay em quay đây coi này. Cứ để riêng ra, càng trồng thì nó càng bẹp. Cứ để riêng dặn anh Khương là rõ ràng là nó là như thế. Anh cứ dặn được. Sao mình trồng, nếu mà có dán thì dán lối vào đây thì được. Thôi, không phải dán đâu. Bảo anh ấy là như thế. Bảo anh ấy là có một đơn nhưng mà nó có hai, một người nhưng mà có hai phiếu. Một cái thùng to với một cái thùng như thế, đuôi 2 thì 62 ở Vân Đồn, Quảng Ninh nó giống hệt nhau này, anh tự biết có cái gì mà phải dán.
đi mày đi. Cút mày này. Bà giờ hơi à, không la chim bán. Hàng công đi, cứ quay mông người ta rồi đi. Bán đi. Bốn sáu năm này gì nữa. Ờ. Bà ấy mắng mình live stream à?